Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring cao cấp đến từ thương hiệu Gian Fastroad L1. Đây là một dòng cao cấp nhất của dòng Gian Fastroad L, sử dụng bộ cấu hình của xe đua nhé các bác nhé, Tiagra cao cấp. Và chiếc xe này cực mới, mới đến 95%. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu trắng. Như em giới thiệu ở đầu video thì chiếc xe này cực mới, hầu như không một vết xước nào. Đây là những vết bụi bẩn thôi. Xe màu trắng, Gian Fastroad L1, dòng touring đường phố cao cấp nhất của dòng Fastroad L. Đây là càng. Rất là mới các bác nhé, nguyên bản của Gian Fastroad. Đây là một mẫu touring đời mới nhí, đời mới của Gian, sử dụng cấu hình của xe đua Tiagra. Yên nguyên bản của Gian. Cọc yên nguyên bản của Gian, cọc yên nhôm, cọc yên rất là mới. Vẫn là DJ âm sườn cao cấp. Dây âm sườn đó. Đùi đĩa trục rỗng. Đùi đĩa rất là mới các bác nhé. Đây là cái chắn chắn đĩa không cho đĩa chạm vào quần. Nguyên bản theo xe. Xích và lip thì rất là mới. Hầu như chiếc xe chỉ đi lướt qua một vài lần thôi. Mới trên 95%. Các bác có thể xem đây là hình thức lốp của xe. Đồ mài mòn rất là ít. Mới. Lốp nguyên bản của Gian, các bác có thể thấy chữ Gian ở đây. Lốp và vạch này. Nguyên bản của Gian, chiếc xe vẫn giữ được lốp. Lốp thì có thông số là 700 × 28C. Đây các bác thể xem clip đây, rất là mới. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian. Nguyên bản của Gian, đây là logo nổi của Gian đây. Nổi các bác nhé. Ghi đông rất là mới. Đấy. Xe này cực mới. Đồ bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano Tiagra, bên này bên lip của 10 tầng. Bên đĩa bấm 2 tầng cho xe 20 tốc độ. Bộ phanh dầu thủy lực của Techtro. Tay nắm cao su. Giá được bình nước nguyên bản của Gian. Dây âm sườn dưới khung các bạn này. Đây là hình thức lốp trước. Như lốp trên thì rất là mới. Vẫn giữ được đôi lốp của Gian. Mà lốp rất mới các bác nhé. 700 × 28C. Vành nguyên cặp của Gian. Mayer của Gian. Đây là bộ phanh dầu đĩa thủy lực của Techtro. Đĩa rất mới. Đây, đĩa.
và khung xe có ghi size M. Bây giờ sẽ đo chiều cao đứng của xe. Vâng, xe có chiều cao size đứng là 47. Phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Đấy, vừa chiếc xe này. Size M các bác nhé. Vâng, xe được trang bị 10 tầng lip của Shimano. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá hoạt động của xe. Lên lip, sử dụng nguyên bộ cấu hình của Tiara. Lên lip khởi động rất tốt. Xuống lip thì các bác thấy lip rất là mới. Bên phải là đùi đĩa 2 tầng trục rỗng. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt, hầu như không một lỗi gì. Gạt đĩa của Tiara. Dàn Farod L1. Đây là dòng touring cao cấp nhất của dòng Dàn Farod L. Cũng là một dòng touring cao cấp của Dàn. Chủ đề Tiara. Bộ phanh dầu thủy lực đằng sau. Bộ phanh rất ăn. Đây là một bộ phanh cao cấp của Dàn. Vâng, và em vừa giới thiệu xong chiếc xe Dàn Farod L1, một dòng touring cao cấp nhất của dòng Dàn Farod L. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng Kia Xe Đạp mức giá là 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc 71 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe mới đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.